Em chạy bò Long Linh ha, quay clip báo giá với cô chú anh chị mình lô bò bữa nay ha. Đầu tiên hết trơn là một con bê cái ha cô chú anh chị mình. Bò này là cao 1m02 ha. Bò cái này là cao 1m02. Bò này có lỗi là bị thòng ruột nhẹ ha cô chú anh chị mình ha. Bò này em bán bê cho cô chú anh chị 1m02, bò này em bán cho cô chú anh chị mình là 7.200.000 ha. 7.200. Tiếp theo là một con đực 3B ha cô chú anh chị mình ha. Đực 3B. Đực 3B. Đực 3B chiều cao của nó là 1m mấy Bảo Huy? 1m07. Chiều cao nó là 1m07. Em đo ngay chỗ sấy ha cô chú anh chị mình ha, chỗ thấp nhất của con bò. 1m07. 1m07. Dài đôi đít thở ha cô chú anh chị mình ha, đít bự ha, dài đôi ha. Một mét lẻ bảy chiều cao của em đó. Chiều cao của nó là 1m07 ha cô chú anh chị mình ha. Bò này em bán cho cô chú anh chị mình là 14.500. 14.500 cho con bò đực này ha. Quá trời luôn, đen thui thùi lùi. Bò này nó rất hay riêng bò ha cô chú anh chị mình ha. Rồi, đủ qua anh ơi. Đủ qua Bảo Huy. Tiếp theo là một cặp kem tơ mà bò sát ha cô chú anh chị mình. Mà cô chú anh chị mà có nhu cầu dỗ thịt thêm á thì liên hệ chạy bò em ha. Cặp bò tơ sát. Chiều cao của nó là 1m17. 1m17 bò. Hai con là có đồng chiều cao là 1m17 bò. Con này và con kem ở trong. Đồng chiều cao 1m17 bò. Nó cũng còn mập bò chứ không có mà nó ốm quá ha cô chú anh chị mình ha. Đó. Cô chú anh chị mà có nhu cầu mà dỗ thịt thêm thì liên hệ chạy bò em. Chạy bò em ở sông Lộc Châu Thành Trà Vinh, số điện thoại 0374 234 3 số 0 ha. Hai con này đồng chiều cao 1m17 bò. Cặp bò này em bán cho cô chú anh chị mình là 21.500 ha. 21.500. 21.500 cho cặp bò cái kem tơ, kem tơ này. Rồi tiếp theo là một cặp mẹ con ha cô chú anh chị mình. Mẹ con nghe cái. Mẹ đẻ lứa đầu ha cô chú anh chị mình ha. Ôm theo con nghe cái. Bò mới vừa về, chủ nhà nuôi bỏ bê, em không có tắm rửa cho em quay clip luôn. Báo giá cho cô chú anh chị mình luôn. Chiều cao của con bò mẹ là 1m33 34 bò. Còn con nghé thì rơi vào luồng tháng là 3 tháng rưỡi tới 4 tháng bò ha. 3 tháng rưỡi 4 tháng bò. Mẹ con nghe cái này á, em báo giá với cô chú anh chị mình luôn á là 27 triệu. 27 triệu cho cặp mẹ con nghe cái này ha. Mẹ cao dữ lắm ha cô chú anh chị mình. Mẹ bự bò, cao bò, vàng xương ok. Xương bự. Xương bự, giò cẳng đứng thẳng chụm ha. Mẹ để mới một lứa một ha cô chú anh chị mình ha. Bầu vú nè. Cô chú có nhu cầu mà xài mẹ con này thì liên hệ chạy bò em. Mẹ ăn con nghe cái, mẹ đẻ lứa đầu. Tiếp theo là một con bò 3B ha. 3B 3B thịt. Nó khoảng 7 8 tháng bò. Quá trời cái đít luôn ha cô chú anh chị mình ha. Ủa nãy giờ chiều cao nó nhiêu vậy Bảo Huy? 1m07. Con bò 3B này có chiều cao là 1m07 ha cô chú anh chị mình. Giò cẳng đứng thẳng chụm ha. Mặt mày sẽ tích nghiêm chỉnh. Mới về nó hơi lạ lạ, chuồng nó lăn xăng chút vậy. Bò này em bán cho cô chú anh chị mình là 12.700 ha. 12.700 cho con bò 3B này. Đây là một bọc cặp mẹ con nghe đực ha cô chú anh chị mình ha. Mẹ con nghe đực. Rẻ tiền. Mẹ để lứa đầu ôm theo nghe đực 4 tháng mấy ha. Chiều cao của con mẹ là 1m mấy Bảo Huy? 1m17 18 bò ha cô chú anh chị mình. Mẹ con này em bán cho cô chú anh chị mình là 17.500 ha. 17.500. 17.500 cho cặp mẹ con nghe được này.
thả đi. Cô chú anh chị mình mà có nhu cầu xài bò liên hệ chạy bò em. Chạy bò em ở sông Lộc, Châu Thành, Trà Vinh, số điện thoại 0374 234 360.